đã đi Kia Carnival á thì phủ gầm hay là thủng hồn để làm gì? Không nên phủ nhá. Phủ gầm làm gì? Là đây nhá. Không nên thủng hồn nhá, phủ là đây nhá. Các bác bảo đi xe xịt là không phải làm. Và đây là sự lựa chọn đúng đắn của anh chủ xe Carnival. Không còn được tiếng lộp bộp của tiếng tôn, tiếng đá bắn vào xe nữa. Và bây giờ là tiếng đau tay. Rất là đau tay, tại vì cái tôn của xe nó dày lên rất là nhiều, kèm theo vật liệu tiêu âm của Hiếu Lam nữa, thì nó sẽ tiết tiêu rất nhiều tiếng ồn từ gầm vang lên cho chiếc Kia Carnival này, một chiếc xe rất là đình đám nhá.